Xin được chào đón hai thành viên của ban bình luận. Bạn có phải là người có trực giác tốt trong cuộc sống không? Dạ, giáo quan thứ 6 của em thì nhạy bén vô cùng trong cuộc sống này. Tại vì thường trong cuộc sống này á, mỗi lần mà em suy nghĩ một điều gì đó và khi em dự đoán cái điều đó, kết quả nó là 1 đi thì chắc chắn nó sẽ ra là 2. Đến với chương trình, trong vai trò bình luận viên thì em chuẩn bị hẳn một người chị hay cãi giày cãi cối à. Em là một người là đánh giá và tiên đoán là những người khác thành công là thành công. Thật sự thì lúc nào em cũng nói rằng là em có trực giác rất là tốt, nhưng mà hình như là nó ngược lại hoàn toàn á nè. Ban bình luận và hai người chơi thì trong chương trình của chúng tôi có một thành phần không thể thiếu. Nếu như thiếu họ không thể bắt đầu chương trình. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ. Với cái chiều sâu dày về giác quan thứ 6 của em. Chiều sâu dày. Theo như em nghĩ là chị số 3 sẽ là người sưu tầm vào sát. Tại vì sao? Tại vì chị rất là cá tính. Với cái độ rộng của đôi chân đứng đó thì em nghĩ là bạn ấy là vũ công ba lê. Nếu chị nói về độ rộng thì chị nhìn anh số 4 không, đi, anh dạng còn bự anh hơn kìa. Anh bị rộng quá. Chị muốn rộng vừa phải rồi không? Khép lại được kìa. Anh chắc đi bộ xuyên Việt quá anh. Theo Khánh thì là số mấy? Theo em lựa chọn giữa hai số là số 3 và là số 4. Số 3 và số 4. Đôn Nguyễn thì sao? Em có cảm giác ở số 3 hơn. Duy nhất cả ban bình luận, cả người chơi đều có cùng một ý kiến. Kết quả sẽ thế nào? Vì đôi khi trong cuộc sống, đa số chỉ là nhiều người sai đứng về một phía. Kết quả